Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Đây là con âm ly Philip, dòng rất là nổi tiếng nha các bác. Philip, series model là 8761. Con này rất là nổi tiếng ở Việt Nam, được anh em yêu thích dòng Philip lựa chọn hôm nay. Nó hàng Mỹ nha các bác, điện 120V, chạy xò xét. Để em giới thiệu tính năng của nó nha. Em nó chạy hai cầu loa A cộng B. Công suất là 300W, chạy sạc sạc Toshiba chữ đỏ nha các bác. Thì đặc biệt những dòng receiver của Philips, các bác chơi vào những dòng loa cổ hoặc là chơi Ribe cũng rất là hay nha. Chơi Ribe, chơi những dòng loa Pioneer, Sansui, các bác thì dùng nó đánh với những cặp loa Advan, KLH, AR. Thì đặc trưng của nó tiếng khá giống những dòng Fixer, nhưng mà nó rất là khỏe, cái lực đánh nó mạnh hơn Fixer. Khi các bác nghe thì tưởng tượng như con này tiếng nó khá giống con gì, cái lực đánh là khá giống 7070 nhưng mà âm mọc vẫn là dòng Fixer, nên là các bác nào chơi loa cổ thì chơi con này nha. Mặt đen huyền bí nhưng mà lên đèn vàng rất là đẹp. Đây là nút lo nét nha, phần lo nét con này rất là mạnh này. Để em bật cho bác này, ở đây là phiên diện không chỉnh bass chép nha các bác, 12 giờ hết nha. Đây là ba lăng, đây bass, đây chép. Đây, em sẽ bật lo nét xuống nha, các bác có thể tự cảm nhận nè, rất là mạnh và cái âm bass nó tái tạo rất là sâu đấy. Khi test cái phần âm thanh nổi này thì nhìn rất là nhẹ nhàng. Cái phần lo nét có nghĩa là nó là một mạch equalizer nha các bác. Hãng người ta đã thiết kế cái phần bass, mic, chép ở riêng một cái mạch, đó là gọi là mạch lo nét âm thanh nổi. Khi chúng ta muốn nghe âm thanh nổi, tôi bật xuống đây. Phono chưa treo. Con này rất xuất sắc nha các bác. Model là 7861, Philips 7861. Giá là 14.500.000 nha các bác. Philips 7861 nha. Hàng eBay đẹp xuất sắc nha các bác. Em sẽ có video quay chi tiết cái ruột gan con này để các bác cùng xem. Tất cả là nguyên zin, là máy bãi, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác lưu ý là điện 110 và 120V, công suất 3A 300W. Em sẽ chỉnh bass chép lên các bác cùng nghe nha. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào yêu thích con Philips 7861 dòng lớn thì các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nha. Em giao hàng tận nơi. Đối với con này nếu cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu, còn các bác nào chuyên khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm cho các bác nha. Rồi, xin chào và hẹn các bác ở video kế tiếp.